xe này biển Hà Nội thì bên mình cũng chưa rút hồ sơ đâu. Nếu mà anh em nào lấy thì bên mình sẽ tiến hành rút hồ sơ. Và bây giờ thời gian rút hồ sơ Hà Nội nó cũng không lâu như ngày xưa, không mất tầm 1 tháng nữa đâu, mà nó chỉ loanh quanh khoảng từ 7 đến 10 ngày thôi. Đấy, bây giờ nó cơ chế rất là khác rồi. Biển Hà Nội cũng phải rút hồ sơ nhé. Nên là bây giờ mình sẽ không giới thiệu là chiếc xe biển đẹp hay biển xấu nữa. Dù biển như nào nữa thì bây giờ cũng sẽ phải rút hồ sơ và sang tên chính chủ của anh em rồi. Hello anh em, mình là Khải đến từ Yannicka đây. Vâng, trước mắt anh em là mẫu xe Rios phiên bản G 1.3G được sản xuất năm 2014. Form mới nha anh em nhé, bắt đầu từ 2014 thì Toyota đã cải tiến dòng Rios này, nó thiết kế một cái form mới. Trông nó hiện đại, nó đẹp hơn các thế hệ cũ rất là nhiều, nó không tròn chỉnh nữa mà nó có những cái đường sắc góc cạnh hơn, nhìn nó thể thao, nó đẹp hơn, cá tính hơn rất là nhiều nhá. Mẫu này thì thực ra thì đến thời điểm bây giờ nếu mà lăn bánh trên đường thì nó vẫn có thể là khá là đẹp luôn. Và nhìn những cái mẫu xe như đời 19, 20, 21 nó cũng khá là tương đồng với cái form dáng như này. Vâng, đây là một chiếc Yaris bản G là bản đủ 2014, đăng ký lần đầu là tháng 1 năm 2015. Tức là nôm na là chiếc xe này đăng ký vào cuối năm 2014 âm lịch. Thì năm dương nó đẩy sang năm 2015. Biển Hà Nội, biển gốc là tên công ty nha anh em nhé. Gốc tên công ty đã xuất hóa đơn về cá nhân rồi. Và bây giờ anh em lấy thì bên mình sẽ làm công chứng nối từ người xuất được hóa đơn sang cho anh em. Và chúng ta sẽ tiến hành thủ tục rút hồ sơ và sang tên. Xe này biển Hà Nội thì bên mình cũng chưa rút hồ sơ đâu. Nếu mà anh em nào lấy thì bên mình sẽ tiến hành rút hồ sơ. Và bây giờ thời gian rút hồ sơ Hà Nội nó cũng không lâu như ngày xưa, không mất tầm 1 tháng nữa đâu, mà nó chỉ loanh quanh khoảng từ 7 đến 10 ngày thôi. Đấy, bây giờ nó cơ chế rất là khác rồi. Biển Hà Nội cũng phải rút hồ sơ nhé. Nên là bây giờ mình sẽ không giới thiệu là chiếc xe biển đẹp hay biển xấu nữa. Dù biển như nào nữa thì bây giờ cũng sẽ phải rút hồ sơ và sang tên chính chủ của anh em rồi. Vâng, mẫu xe này đã lăn bánh được 64.000 cây. Phải nói qua luôn về cái công tơ mét này nhé. 64.000 cây thì đây là một con số để tham khảo thôi. Phải tin chắc là với chất xe hiện tại bây giờ thì con số này nó sẽ không chính xác. Rồi đấy, phải nói rõ và minh bạch ngay từ đầu nhé. Và thứ hai nữa, về cái chất lượng xe thì đâu đó có những cái hạng mục nó đã xuống cấp theo thời gian, rồi do chủ xe đi nó bị hư hỏng các thứ. Có những hạng mục như thế thì bên mình sẽ công khai minh bạch nhé. Vì anh em nào quan tâm về chiếc xe này thì cứ inbox cho Khải, Khải sẽ gửi cái thông tin kiểm định chất lượng xe này cho mọi người cùng xem. Còn về tổng quan thì về kết cấu khung gầm, máy số là nguyên bản, không thủy kích không nước. Đây là những tiêu chí vàng mà Yannicka Việt Nam sẽ cam kết cho anh em. Rồi, chiếc xe này thì bên mình đang chào bán là 368 triệu bao rút hồ sơ cho anh em. Đó, 368 triệu và giá thì còn thương lượng được nữa. Em này thì đã nâng cấp lên màn hình Android và cam hành trình rồi nhé. Lát nữa phải quay phần nội thất thì để cho mọi người cùng xem. Rồi, Yaris 2014 bản G. Bản G thì nó có đèn projector rồi này. Projector, còn bản E thì không có. Nó chỉ toàn bộ là đèn halogen thôi. Rồi tiếp theo nữa thì có một số option đã được hơn phiên bản E, đó chính là điều hòa tự động và con chìa khóa Smart Key rồi. Đây, phải đi một vòng xung quanh xe để quay cho mọi người cùng xem. Gương chiếu hậu có cả chỉnh điện, gập điện này. Ở đây thì có một cái cam, cam này cam lề thôi chứ không phải là cam 360 nhá. Đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2024. Đó. Yaris kiểu dáng hatchback khá là đẹp nhá. Thực sự kiểu dáng này nó sẽ phù hợp cho các chị em phụ nữ hơn là anh em mình đi. Đây là hàng Nhật Thái nha anh em nhé, Nhật Thái. Cửa đóng chắc nịch luôn, rất là sướng tay. Dòng này đi cực là bền luôn rồi nhá. Thực sự là rất là bền luôn. Phanh ABS 4 bánh rồi này, phanh địa 4 bánh hết luôn. Đấy. Xe thì bên mình sẽ bao check test các thứ thoải mái cho anh em luôn nhá. Mua bán rất là công khai, minh bạch, rõ ràng luôn. Màu trắng là cũng trong những cái màu hot của dòng Yaris này rồi. Màu trắng và màu đỏ. Đấy. Đây bản G này. Cốp của nó đây. Đây là một mẫu xe được định vị cho là kiểu dáng hatchback phân khúc hạng B. Nên tất nhiên là cốp tiết nó rất là rộng rồi. Nó sẽ rộng hơn Morning, rộng hơn i10, rộng hơn Wigo, rộng hơn cả Honda Clio. Đấy, cùng phân khúc với mẫu xe này đó chính là Honda Ra. Đây là lốp dự phòng của nó này, lốp Yokohama. Và tất nhiên đây là cái lốp dự phòng rất ít dùng nên là cái phần mâm nó dùng rất là sáng luôn. Dòng này có mỗi cái nhược điểm của nó là chính là cái giá bán thôi, giá rất là đắt luôn.
2014 rồi, để sở hữu cái này thì anh em phải bỏ ra số tiền khoảng trên 800 mới lăn bánh được. Thậm chí nó ngang gần bằng Mazda 6 đấy. Đắt kinh khủng khiếp luôn, không biết tại sao nó đắt như thế. Ngày trước thì nó độ giữ giá rất tốt, nhưng mà tính đến thời điểm bây giờ thì nó cũng không còn giữ giá rồi. Bây giờ quá nhiều các đối thủ trong cùng phân khúc nó cạnh tranh rồi. Rất nhiều các mẫu xe trong cái tầm tiền đấy nó ra mắt, nên là em này cũng không còn cửa để giữ giá như những năm về trước nữa. Bây giờ rất là rẻ rồi, có hơn 300 rồi. Thế thôi, hàng ghế thứ hai của nó đây nhá. Ghế này thì toàn bộ ghế thì đã được chủ xe bọc lại ghế da hai tông màu, màu xám và màu đen, nhìn rất là bắt mắt. Đó, đây cái không gian hàng ghế thứ hai anh em có thể nhìn thấy đây, khá là rộng rãi luôn nhé. Những cái táp ly này, cửa nó rất là mới và sáng luôn này. Lấy tay mở cửa đây, mọi người có nhìn thấy đây. Rồi, phần táp ly cánh cửa chính. Đấy, cái nút bấm còn rất là sắc nét và lên hệ thống lên xuống kính hoạt động trơn tru bình thường nhé. Đây anh em nhìn thấy này, kính bên lái là auto này. Đó, các phím bấm gập gương, chỉnh gương, vô lăng. Bản G thì có phần vô lăng này là có thêm cả nút bấm ở đây, còn bản E thì không có nhé. Ở trên bảng đồ hiển thị, đồng hồ hiển thị đây là 61.000 cây này. Đây, điều hòa tự động này, bản G có nút bấm. Đấy, chất xe của nó đây nhé, mọi người nhìn cú số thì cũng định vị được khoảng tầm bao nhiêu. Đấy, Khải không nói cái vấn đề này, anh em tự cảm nhận. Rồi đây cái màn hình Android, chủ xe nâng cấp VinPlus. Xe thử âm thanh một tí nhé. Em này thì được trang bị là 6 loa, âm thanh nghe khá là hay luôn. Đó, nhựa nhiếc của thần tablo rất là đẹp luôn. Cột A đây. Đấy, phần trần xe của dòng Zialit toàn bộ là trần ý màu đen nhé. Màu này thì nó sạch, nhìn nó hơi tối màu tí nhưng mà được cái nó rất là sạch sẽ. Rồi, ở đây thì anh em có thể nhìn thấy đây, xe được trang bị thêm cả cam hành trình tích hợp vào màn hình Android đây nhé. Em này thì có cả cam lùi đây. Đấy, cam lùi nét bong luôn. Điều hòa của những dòng Toyota thì anh em biết rồi, rất là êm và bền nhé. Rồi đây là thế hệ đầu tiên của Yaris, nên là xe được trang bị động cơ của nó là 1.3 nhé. 1.3, còn nó bắt đầu từ 2017, cuối 2017 đầu 2018 thì Yaris được nâng cấp lên là động cơ 1.5. Toàn bộ Yaris đều là nhập thái hết toàn bộ nha anh em nhé. Cảm giác lái rất là đầm. Đấy, vô lăng trợ lực điện, không nặng quá, không nhẹ quá, nó vừa tay. Ồ, sáng bóng luôn. Chắc thế thôi, bởi vì xe này Khải giới thiệu rất là nhiều rồi, nên Khải không sẽ nói cụ thể nhiều quá về mẫu xe này đâu. Chỉ là thông tin giới thiệu để cho anh em nắm được thôi. Zialis phiên bản G 1.3 AT 2014, đăng ký lần đầu là tháng 1 năm 2015. Giá bán là 368 triệu, giá thì vừa nãy Khải nói rồi. Còn thương lượng được nữa nha anh em nhé. Mọi người quan tâm mẫu xe này hoặc mua cho người thân, cho người yêu, bạn gái thì cứ inbox cho Khải theo số điện thoại là 0912414881 nhé. Khải sẽ gửi đầy đủ thông tin chi tiết về chiếc xe này cho anh em tham khảo trước. Zialis nhập thái. Rồi, xin chào anh em nhé. Có xe hay Khải sẽ quay lên thật là nhanh để cho mọi người cùng tham khảo luôn. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ạ.